Hello anh em, tiếp tục là đeo XPS 13 9315 đấy. Tin vui cho anh em đợt này mà quan tâm đến sản phẩm đeo, cụ thể là XPS 13 9315 đang có giá cực kỳ tốt luôn. Đợt này bên mình nhập bên hãng được cho mấy trăm đô đấy, nên để anh em giá cực tốt luôn. Mình chia sẻ luôn cái thông tin mà giao cho anh khách ở Đường Láng, hình như là số 100 hay là một lẻ mấy Đường Láng ấy. Cấu hình này cấu hình em này là đây, nó là XPS 13 9315 có i7 RAM 8GB và ổ cứng SSD 512. Đó, này bạn màu xanh ngọc, tình trạng nguyên niêm phong như này. Số sơ viết tách đây. Đấy. Số sơ viết tách của nó đây này. D27Y Z24. Đấy. Cái số này thì là mình có check trên Dell. Bảo hành đến hết 2025 thì phải. Đeo UDA đàng hoàng, xịn sò nhá. Máy mới về nguyên bản thì nó nguyên niêm phong như này. Rồi, cái anh em quan tâm hiện tại là giá. Để bên mình nhập được cho off giá tốt, cũng để anh em giá tốt luôn. Giá ở thị trường thời điểm mình đang khui thùng này là 28 tháng 6 2024, giá thị trường khoảng 24 triệu rưỡi. Để cho anh em con này đúng 23 triệu 22 950, là 23 triệu. Thì đợt này về có được mấy chiếc thôi, anh em quan tâm thì phải lấy thật là nhanh mới còn. Những cái đeo nhập ở Mỹ này phải không không dễ kiếm đâu. Đây, tổng quan đợt này trả anh khách xem nào. Anh Võ Anh Quang ở Láng Láng Hạ Hà Nội. Đây. Tổng quan này nguyên niêm phong như này. Bên mình về đợt này còn có mấy chiếc thôi, anh em quan tâm dòng XPS này phải lấy thật nhanh mới kịp kịp cái giá tốt nhé. Khi mà hãng hết giá tốt thì lại phải mua về giá cũ, giá sẽ cao hơn rất là nhiều, anh em sẽ phải đắt hơn vài triệu. Tổng quan bên trong đi kèm này, có sạc thôi, có sạc này, củ sạc, cục chuyển đổi, cái USB A, C, đây phụ kiện đi kèm. Đây, chủ thể chính này, như thường lệ thôi, mình sẽ đi cận cảnh cho em thấy cái mẫu mới này. Nó cũng không còn mới nữa nhưng mà tình trạng của cái mà khui cho khách thì đây là cái video mà để cho khách hàng giám định lại cái sản phẩm của mình. Đây, nguyên bản đấy, máy của anh đây khui ra nó như này. Đây, tổng quan XPS 13 9315 phụ kiện đi kèm, nó có một cái cổng chuyển đổi C ra 3.5 này, một cái C ra USB dạng A truyền thống của anh em này, bộ sạc này, sách hướng dẫn hết. Thế thôi, tổng quan như vậy thôi. Công việc còn lại là những là bây giờ là bung Windows thôi, anh ấy đang đi công tác, anh yêu cầu là công ty làm hết và quay lại cái video khui thùng để anh ấy kiểm định lại. Sau đó là cài cho anh thêm những cái ứng dụng phần mềm văn phòng căn bản, anh về anh nhận, anh chỉ việc dùng thôi. Tổng quan XPS 13 9315 thì anh em nào mà nhanh tay chốt đợt này nhé, đang có giá cực tốt, rẻ hơn được mấy triệu so với giá thị trường hiện tại. Hôm nay mình khui thùng trả anh khách là ngày 28 tháng 6 2024, còn một vài chiếc thôi. Anh em nào tiếp cận được thông tin sớm thì lấy sớm thì còn hàng. Rồi, tổng quan. À, bây giờ mình tiến hành xử lý luôn để kịp cái tiến độ giao cho anh về Đường Láng.